Sao mập? Dạ. Bữa nay nhậu bữa cho đã nghe mày. Vậy hả ông ba? Bữa nay tao cho tụi bay xả láng luôn. Muốn bao nhiêu uống. Chẳng những vậy mà bữa nay tao còn chiêu đãi cho tụi bay một loại rượu đặc biệt nữa. Rượu gì mà đặc biệt vậy hả ông ba? Rượu tắc kè. Rượu tắc kè? Chắc uống vô khè dữ lắm. Ủa, mà ở đâu ông ba có vậy ông ba? Để tao nói cho mày nghe. Hôm trước á, thằng Nghé nhà tao, nó lên rừng nó đốn củi, nó bắt được 10 con đem về. Mày biết không, tao không có ăn nghe. Tao đem ngâm rượu uống bổ dữ lắm nghe mày. Đây nè, thấy chưa? Mỗi chai tao ngâm 1 con, 10 con tao ngâm 10 chai. Bữa nay vui, tao chiêu đãi hết. ông ba ơi, mình uống nó có bổ thiệt không ông ba? Bổ thiệt chứ giả gì mày. Nè, mày uống rồi mày sẽ biết nghe. Tao nói cho mày nghe, mày là đi làm ở ngoài đồng về phải không? Dạ. Mày mệt mỏi nhất mình nhất mày phải không? Dạ. Uống rượu này vô, mọi mệt nhọc đều tiêu tan hết. Ồ. Con mắt của mày sáng lên. Ồ. Sáng đến mức mày có thể nhìn thấy mọi vật từ ở rất xa. Nhất là đàn bà con gái là phải thấy rõ lắm nè mày. Đi cười mày. Ông ba già rồi á. Mà ông ba nói chuyện y chang như tụi trẻ tụi con á. Trời ơi. Dạ. Mày nói đúng đó. Dạ. Mày biết không, nhờ có nó mà tao tuy già, nhưng nè mày coi nè, sức khỏe tao vẫn còn cường tráng không thua gì tụi bay đâu. Mày không tin hả? Mày mập vậy phải không? Tao mày giật thử coi. Thôi. Con không dám thử đâu. Này mập mày nhé. Thôi con không dám thiệt mà. Con biết ông ba khỏe lắm. Thiệt á. Ông ba mà giật con trâu một cái nha, không những nó té mà nó gãy 4 cái giò luôn. Mày biết vậy là tốt quá nghe. Chứ không thử với tao hả? Tao nói thiệt mày, mày tiêu luôn á. Con biết mà, bởi vì con đâu có dám thử. Nhưng mà con nghe nói rượu bổ á, mình uống ít ít thì nó bổ, chứ uống nhiều quá mình khổ á nghe ông ba. Nhưng mà không có sao đâu, mày uống thoải mái đi. Tao nói cho mày biết nghe, rượu này tao ngâm tao uống hơn 10 nước rồi đó. Trời đất, trời trời. Ông ngâm đi rồi ngâm lại, rồi đổ vô chắc nước ra, đổ rượu vô. Giờ kỳ vậy trời, cả 10 nước rồi còn bổ cái nỗi gì nữa mà bổ ông ba? Sao không bổ mày? Tao nói cho mày biết nghe. Mày ngâm hoài cả 10 nước rồi, mày ngâm đến chừng nào cũng tắc kè nó tan ra thành nước rồi nó mới hết bổ. Hiện giờ còn nguyên si mày thấy không? Cười mày. Trời, ngâm hoài hả? Ngâm hoài nó bổ rồi, nó chảy ra thành nước mới bổ hả? Kì. Sao? Ủa, mà sao nãy giờ thằng Nghé làm mồi gì mà tới giờ chưa xong vậy cả? Nghé ơi, Nghé à. Nghé à. Mồi xong chưa con? Tới liền. Dạ xong rồi đây tía ơi. Mời tía dùng, mời anh Sáu dùng. Nghé. Dạ. Mày ngồi xuống uống với tía thằng Sáu mập cho vui luôn con. Dạ. Bây giờ vô nghe. Tao mà xây tua đi. Tao lớn tao làm trước rồi tới tụi bay, mỗi đứa 1 cốc nha. Dạ. Rót đi ông ba. Vô. Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. Con gì mới kêu vậy bay? Dạ đâu có con gì kêu. Tiếng đó là tiếng của thằng cha của thằng ngốc á ba tía ơi. Phải nó không? Dạ đúng rồi đó. Chết trời ơi. Trời ơi không được. Thằng chả chứ còn ai nữa. Sao đánh hơi hay dữ vậy trời ơi, sao giờ? Thôi. Dẹp. Giấu mồi với rượu hết cho tao. Lẹ tay lẹ chân lên, nó tới là nó táp sạch hết đó. Dẹp lên. Em mau lên. Ông ba vừa gọi tôi hả? Ai kêu mày đâu? Chú Nghé gọi tôi hả? Dạ. Chú Sáu gọi tôi đúng không? Ủa gì kỳ vậy cả?
Vừa rồi tôi đi ngang qua đây tôi nghe rõ ràng là có người kêu tôi mà. Ai mà kêu mày đâu? Có ma kêu mày á? Không, tôi nghe rõ ràng tiếng người kêu mà. Tiếng người kêu? Mà tiếng kêu ra làm sao đâu? Tôi nghe nó kêu tôi vậy nè. Cha ngốc đó hả? Vào đây nhậu chơi cha ngốc ơi. Ôi giờ này mà nhậu nhẹt gì mày? Hả? Trời ơi, giờ nào mà không nhậu được. Thích nhậu thì cứ nhậu chứ cần gì giờ giấc. Chà, bữa nay đông vui không nhậu uổng quá. À, mày tiếc hả? Tiếc mày nhậu mình mày đi. Nhậu một mình đâu có vui đâu ông. Thôi được rồi, sẵn có đông đủ ra tôi chiêu đãi cho mấy người một chầu nhậu nha. Chịu không? Chà, chuyện lạ mà khó tin nha. Mà có thiệt à nha. Đúng là chuyện không thể ngờ được mà. Mày không lên tiếng tao không nói mày câm đâu. Không sao đâu, mấy người cứ ở đây rồi sẽ biết. Nó chiêu đãi mình thiệt kìa mập. Nó đi đâu vậy? Chắc nó đi mua rượu chứ mua mồi á. Phải không? Đây, rượu đây, mọi người cứ uống thoải mái. Đâu, 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 đưa tao. Ủa? Hả? Sao giống quá vậy? Giống gì à? Giống rượu. Rượu không giống rượu, giống gì? Tôi không có nói nhiều nghe. Giờ mời mọi người cùng uống với tôi cho vui nghe. À, mời ông ba uống trước. Mày uống trước đi. Cảm ơn. Trời ơi trời. Hả? Nói vậy mà nó làm thiệt. Bạ quá. Ê. Hả? Mày biết rượu này của ai không mày? Của ai vậy? Của tao á. Hả? Nghe đâu. Dạ. Kêu vô mà vô không kỹ. Mày để chân ngương ra đó cho nó thấy. Ủa, nói vậy rượu này là rượu của ông ba hả? Vậy mà tôi tưởng rượu tôi mua. Mua cái đầu mày á. À, tôi nhớ rồi. Hồi nãy tôi tính đi mua, nhưng mà vô tình á, tôi bắt gặp cái chai rượu nó đang nằm ở chỗ kia. Tôi nhặt lấy đem lại đó. À, nói vậy nãy giờ mọi người đã uống rồi phải không? Còn tôi thì đến sau chứ gì. Vậy là tôi tự phạt mình 3 ly. Nhưng rượu à. Ông ba của tao. À, cái lạ quá. Trời ơi trời, tôi đã tự phạt rồi. Giờ tới mình uống theo tôi nha. Hả? Giờ ai uống trước đây? Cho mày uống trước á. Được, vậy tôi làm trước nha, không khách sáo nha. Trời ơi. Rồi, cái rally này là tới ông ba nè. Tới tao phải không? Mời ông ba. Khoan. Cái gì nữa? Uống rượu mà không có mồi thì chán chết. Mấy người chờ tôi ở đây nghe. Ha? Chờ một chút xíu thôi, nghe không? Rồi tôi sẽ đi mua mồi về đây mà rồi mình lay ra chơi. Nói nghe được á. Đi khoan mua. Đã. Cái gì nữa? Trước khi tôi đi mua mồi á, tôi xin uống cốc rượu này để sợ nó bay hơi, nó mất mùi uống lắm. Nhưng mà ly của ta. Tía ơi tía, cái thằng cha này á tía, tính sao tính chứ con thấy ổng không có được đâu tía ơi. Trời ơi là trời, tính gì nữa mà tính, trời ơi. Một giọt rượu là một giọt máu à. Rượu người ta chưa kịp uống, hắn chơi gần hết nửa chai rồi còn gì nữa trời ơi. Đứng lên mệt. Cái rượu của tao, tao chưa uống mà làm hết 6 quay ly rồi, tao không tiếc mày tiếc. Cho con xin ly đi, thèm quá. Thôi im đi. Đây, mồi về, mồi về. Trời ơi, cái dĩa mồi này của tôi làm mà. Hả? Ủa chú nghe làm hả? Đúng rồi. Mồi ngon vậy mà sao chú bỏ uống vậy? Bỏ đâu bỏ, tôi để đó chứ đâu có bỏ đâu. Ui, chú bậy hết sức. Đang uống rượu ở đây mà lại để mồi ở dưới kia. Lỡ con chuột hay là con gián hay là bất cứ con gì mà nó bò vô, nó ị thì làm sao ăn được. Bậy quá. Thôi được rồi, tôi hy sinh cho. Để tôi thử trước nha. Sao? Nếu mà chết đó, là con mình tôi chết trước à. Là sao? À, để thử nè. Sao? Ngon. Mày thấy có độc không? Ngon lắm. Trời ơi, má uống đi á. Người đấy có độc á. Trời ơi, làm gì vậy? Liếm trời ơi. Ê, có ăn thì ăn từng miếng. Làm gì mà liếm nguyên cái dĩa rồi làm sao người ta ăn được vậy? Không, tôi phải thử hết chứ. Là lỡ một trong những miếng thịt này nó có độc thì sao? Trời đất ơi. Xong rồi đó, dĩa thịt này là không có độc đâu.
Bây giờ mình nhập tiệc tiếp nha. Sao? Bây giờ ai uống trước nè? Ủa? Sao mấy người sao vậy nè? Thôi được, thôi được. Vậy để tôi kể cho mấy người nghe một câu chuyện có thật. Bởi vì hãy nói tới dân nhậu là ai ai cũng phải biết cái chuyện này. Chuyện gì mày nói đại đi mày? Dài dòng quá tao. Tao bực lắm rồi à nghe. Mà hễ tao bực mình là cái đó, cái gương mặt người đó sẽ là trở thành bình mực nha mày. Không bà, nóng quá. Để từ từ tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho nó hấp dẫn chứ. Nè nè nè, tất cả nghe tôi hỏi một câu nha. Hồi nào tới giờ nó mấy người từng uống rượu mà có uống càng long tủ chưa? Hả? Càng long tủ? Càng long tủ? Ừ. Ê, mày uống chưa? Ừ, mày uống chưa? Tầm thường. Nghe nè. Còn một thứ nữa đó là minh mạng tửu. Minh mạng tửu? Uống chưa? Uống chưa? Chưa. Vậy mấy người bày đặt vỗ ngực xưng tên ta đây là dân nhậu thứ thiệt. Nghe nè, tại sao trên đời người ta đặt cái tên là vua chúa kèm theo chữ tửu? Cái đó là... Là sao? Khoan, khoan. Khoan. Hả? Chuyện gì nữa? Chuyện gì? Chuyện gì? Uống cái nói mới tin. Trời ơi. Thôi mày đừng có uống, mày kể tiếp đi. Kể đi, hết rượu rồi kìa. Từ từ, để đưa cay miếng cái đã. Trời ơi trời. Nạn nạ quá. Ăn uống xong rồi kể đi. Nuốt rồi mới kể được chứ. Ê, tụi bay. Dạ. Tụi bay có cảm thấy nãy giờ mình bị ngu không? Dạ đúng vậy đó tí ơi. Ngu quá. Để tao. Mày ăn uống xong rồi mày kể nha mày. Mày kể mà tao nghe không có lý là kể như cuộc đời của mày nó tan biến y như cái cục mồi mày mới vừa ăn đó nghe con. Kể đi. Tao lỡ nhịn rồi. Nè nè nè, từ từ đừng có nóng. Kể chuyện là phải từ từ. Ngày xưa đó. Thôi giờ nói gọn đi. Người ta thường nói đi một ngày đàn học một sàng khôn. Có hề chi một bữa nhậu đạm bạc đơn sơ như vậy mà cái đầu của mấy người hôm nay là được soi sáng, thấy không? Tía ơi, sao con nhìn á, con nghi nghi thằng cha này quá tía ơi. Mày nghi cái gì nghe? Tôi nghi ngày hôm nay á sẽ trở thành ngày đám giỗ của ổng á tía ơi. Nó bậy. Đang nhậu nó bậy không có hên, thấy không? Còn nhỏ không có nên nói chuyện trèo cao như vậy nghe con. Nghe nè. Uống cái nói mới tình phải không? Rồi sao ông biết hay quá vậy? Ê! Để chơi liền để nó nguội vậy. Mày Để con hai cha con ông ba. Để con nguội đâu mà tao không có thấy. Mà hồi nãy tới giờ trong lòng tao như đang gực lửa căm hờn. Đó, ông ba nhìn cái bản mặt tôi thử coi. Đỏ như tôm luộc vậy ông ba. Để tôi kể. Tôi tính ăn miếng mồi nữa tôi kể mà tôi khỏi. Tại sao á là có tên càng long tủ biết không? Ai biết kể đi. Ngày xưa vua Càng Long, biết vua Càng Long không? Không. Trời, vua Càng Long đẹp trai lắm. Thiệt. Sao mày biết đẹp trai? Trời, đừng nhìn tôi. Tại vì bà cố nội của tôi có quen với một người. Mà người đó chính là... Là ai? Là ông Chính Xà Mâu. Ông Chính Xà Mâu là ai? Có quan hệ gì với vua Càng Long không mày? Câu hỏi này rất hay. Bởi vì ông Chính Xà Mâu có quen với một người. Mà người đó chính là... Là ai? Bà Tám Xà Bén. Tụi bay nín hết. Nín hết để tao hỏi nó. Ê, mày á, ngó ngay mặt còn kêu gì nữa. Bà Tám Xà Bèn có quan hệ gì tới vua Càng Long? Hỏi một câu rất chí lý. Làm chung nữa rồi. Thôi. Có rượu vô nó mới tin. Bởi vì bà Tám Xà Bèn nó có quen với một người. Mà người đó chính là... Ủa? Sao không ai hỏi hết vậy?
Hỏi gì? Hỏi câu nói rất đúng, hỏi chi nữa? Vậy tôi về nha. Ngồi xuống. Ngồi xuống mày. Từ từ ngồi, ông làm ghê à. Bây giờ mày phải kể tiếp. Tự nhiên tới bà Tám Xà Beng rồi mày đòi về. Bà Tám Xà Beng rồi sao nữa? Nói, nói. Trời ơi, kể chuyện mà mấy người làm như là tra tấn tôi vậy, sao tôi hứng được. Từ từ, tôi gấp miếng mồi. Thôi được rồi, tôi kể. Vậy là tôi xin mạng phép kể tiếp. Bởi vì bà Tám Xà Beng có yêu một người, mà người đó chính vâng, là... Vâng, tao biết rồi, tao biết rồi. Biết rồi. Tao biết rồi. Ai? Phải vua Càn Long không? Vua Càn Long. Bởi vậy chú già mà chú dốc quá. Sao chú biết ai vua Càn Long? Chưa nói mà nó chỉ vô tao bậy rồi. Vua Càn Long không có biết yêu, nói ra không sợ người ta cười. Vậy chứ tao hỏi mày chứ bà Tám Xà Beng nó bả yêu ai? Câu hỏi quá hay. Bởi vì người yêu của bà Tám Xà Beng chính là... Chính là gì? Chính là hoài. Chính là sao? Là ai? Là ai? Kể cho tao nghe thế nào? Nó nguội quá, uống cây mới tình. Khoan. Khoan, thôi. Không có cần uống. Thôi để xuống. Lúc này mày nói cái gì tụi tao cũng tin hết. Con, nói đi con. Nói đi, tao đang nóng ruột tao nghe nè, nói đi. Cũng được. Nghe tiếp nè. Bà Tám Xà Beng đã thầm thương trộm nhớ một người, mà người đó chính là... Có ai hỏi gì không? Người đó chính là một lương y. Hiểu chưa? Lương y hả? Lương y. Lương y có nghĩa là thầy thuốc. Biết rồi, lương y là thầy thuốc, tao biết rồi. Nghe tiếp nè. Hả? Sao? Vào một đêm không trăng sao, ngoài trời mưa rơi tí tách, tại một ngôi nhà của một vị lương y đó bị quân lính của triều đình bao vây. Hả? Hả? Dân chúng trong làng nghe quân sĩ reo hò, hãy bắt được vị lương y đó cho ta. Hôm sau mới hay tin vị lương y đó được vua Càn Long ban thưởng một nhà châu báu. Ôi, nhiều vụ số kể. Với lý do là... Tao không hiểu à. Là sao? Kể tiếp đi. Em ngủ quá, muốn uống ly nữa quá. Cho uống ly nữa kể đi. Được không? Uống đi. Uống đi. Uống đi kể. Gấp miếng mồi rồi ăn được kể nha. Mau đi. Lẹ đi. Thôi từ đợi tao nuốt cái mày. Mày nuốt rồi mày kể đi. Mày kể tao biết lý do sao mà được thưởng. Đúng rồi, kể đi. Thì chữa được bệnh cho vua Càn Long. Chữa được bệnh vua Càn Long? Chứ sao? Mà vua Càn Long bệnh gì? Đúng rồi, bệnh gì? Đi không được. Hả? Đứng không được. Trời ơi. Ngồi cũng không được. Vậy hả? Chỉ cần một thang thuốc rượu của vị lương y đó, nhà vua kể từ dạo đó hết bệnh. Không. Hết bệnh là chuyện dĩ nhiên rồi. Nghe cái này mới nổi da gà nè. Sau khi nhà vua uống thang thuốc rượu đó rồi, nhà vua mới cảm thấy nằm thoải mái. Ngoài chuyện đi đứng coi như là miễn bàn. Gì? Miễn bàn là sao? Ai biết, tao đâu hiểu đâu. Tất cả mọi hành động cử chỉ của nhà vua đều có người làm thế hết. Còn việc nhà vua nằm, đã có thuốc rượu của vị lương y, hãy uống vô là nằm, uống vô là nằm, nằm hoài nằm mãi không biết chán, cho nên mới có câu Càn Long tủ. Ôi hay quá, hay ghê luôn á. Trời ơi, rồi sao? Sao nữa? Hết chuyện. Hả? hay quá. Công nhận cả chuyện hay ghê. Đề nghị thưởng đi. Đúng rồi. Chịu không? Tốt. Mua rượu nữa hả? Khoan, mày kể xong rồi phải không? Dạ. Bây giờ tới tao kể. Rồi sao? Tao sẽ mua Càn Long tủ, đãi mày một chầu, để cho mày nằm thoải mái. Thoải mái. Bớ người ta. Trời ơi, anh mệt ơi, mày xuống đi, mày đè anh mình chậu chết tao rồi mệt ơi. Đâu?
cô.